chào cô chú anh chị, mình là My. My đang ở khu chợ Hòa Bình trên đường Brookhead với Westminster. Ở đây có nhiều cô chú nói là cơm tấm rẻ lắm My ơi mà ngon. Mua về ăn review cho cô chú anh chị xem. Quá chừng rẻ luôn á, cái bảng đang treo kìa. Giá có 6,99 đồng một cái dĩa cơm tấm à. Là có 6,99 đồng một dĩa cơm tấm bì sườn chả. Wow, rẻ quá chừng luôn á. Mình thấy khu mua xa này không có ai mở đâu mà rẻ bằng cái chỗ này hết á. Để mình vô mua thử ăn coi sao nha. Đây nè cô chú anh chị, quán Khối Restaurant. Tụi em bán chỉ có 5,99 đồng là một phần thôi. Hồi trước 5,99 đồng. Đúng rồi, tụi em mới lên đây được khoảng gần một tháng nay là lên 6,99 đồng. Tại vì bây giờ đồ ăn cũng mắc, giá cả nó cũng lên cho nên tụi em xin thêm 1 đồng. Ok. Dạ, trong lúc trước chỉ có 5,99 đồng thôi. Cảm ơn anh. Dạ. Giá này là lâu lắm rồi đó. Dạ, lâu lắm rồi. Dạ. Tụi em có để giá này hoài luôn, bán hoài luôn mà. Dạ. Ở tiệm trang trí nhìn đẹp quá, ngồi ở đây chụp hình luôn. Khối Restaurant mở cửa từ 10 giờ sáng mình mới mở cửa, tối 12 giờ mình đóng cửa. Dạ. Cảm ơn anh. Dạ. Mình ăn tại chỗ là giá đặc biệt là 6,99 đồng cho cơm sườn bì chả. Sườn bì chả có trứng luôn ha anh? 6,99 đồng hả? Sườn bì chả là nó không ốp la nha. Dạ, nó không có trứng. Đúng rồi, nó là sườn bì chả thôi. Dạ, sườn bì chả không có trứng là 6,99 đồng. Đúng rồi, dạ. 6,99 đồng. Rồi, thấy hấp dẫn quá anh. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, nó y chang trong hình luôn. Vậy cái này là em thấy nhìn. Cái này đồ chua. Đồ chua hả? Em nhìn em tưởng cái trứng. Ok, cái này đồ chua. Dạ, đúng rồi. Cảm ơn anh. Dạ. Là cơm á, nếu mà em ăn ở tại chỗ á, dạ, thì cái miếng sườn nó là một miếng sườn, miếng chả thì bình thường. Còn mình mua mình đem về ở Tugo á thì nó là miếng sườn nó được 2 miếng, miếng chả sẽ to hơn và kể nhá, bì nó cũng nhiều hơn, với cơm cũng nhiều hơn. Nhiều hơn, ăn đầy. Nó được hầu như gần như là gấp đôi. Vậy ha. Dạ. Cho nên là cái giá là nó vậy. Còn ăn ở đây thì nó ít hơn. Đúng rồi, nó ít hơn. Dạ, cảm ơn anh. Ok. Anh chân thật quá. Cái địa chỉ với số điện thoại mình để trên đây ha, cô chú cần thì gọi. Rồi mới mua rồi nè, 9,99 đồng nếu mà mình mua to go. Nhưng mà mới thấy 9,99 đồng là cũng rẻ hơn giá thị trường hiện tại nữa cô chú anh chị. Mình về cho ông xã thử nha. Mình có mua thêm một phần cơm thêm, hộp như là 2 đồng nè. Rồi, cơm thêm người ta đựng cái hộp giấy là mới thích nè, để nó không có bị nóng bằng nhựa đó, nó đỡ hơn. Ta-da. Cái này mình đi làm mình để trong đây mình ăn luôn, nhìn thấy cũng đẹp á cô chú anh chị. Đẹp chưa cô chú anh chị, 9,99 đồng nha. Nhưng mà anh có biết đặc biệt là nếu mà đến đây á, ăn á, là có 6,99 đồng thôi. Dạ, nhưng mà điều anh đó nói là miếng thịt sẽ dày hơn và 1 miếng chứ không phải được 2 miếng như vậy. Anh nói rõ. Dạ. Ok, rồi ông xã ăn thử đi. Wow, nhìn thấy hấp dẫn quá. Dạ. Bì sườn chả cô chú anh chị. Tiệm Khối Restaurant hay là tiệm Thibault. Mà cái giá này là em thấy trong cái khu Busan này chắc ở đây là cũng rẻ nhất rồi đó. Cái này là gạo tấm thiệt chứ không phải giả. Dạ, không phải gạo thường. Mình mua to go thì mắc hơn 3 đồng mà anh nói làm sẽ nhiều hơn chứ không phải là ít. Nhưng mà nếu mà 9,99 đồng mà một cái tô vậy cũng, một dĩa vậy cũng bự hơn hả? Cũng nhiều quá ha, không biết ăn thì sao không biết nha. Nhưng mà, dạ. Thịt ướp được. Có mùi vị không có phải giống như giống như thịt nướng mà của người Việt thường á. Dạ. Hơi khác giống như của tàu vậy. Ồ vậy hả? Nha. Dạ. Em nói cái tên là tiệm là Khói hả? Dạ, tiệm Khói. Hồi trước là tiệm Thi Bồ. Hèn chi em nghe cái mùi khói á. Ăn cái thịt mê mùi khói dữ lắm. Vậy hả? Dạ. Không biết làm sao không. hàng gì tên khói. Thịt mềm mại ngon. Vậy hả? Vì thấy vậy chứ có nhiều thính á, ăn thêm mùi thính. Anh rất là thích cái thính. Thấy thì ít nhưng mà sẽ ăn vô có mùi thính. Ngon. Nhìn thấy hơi trắng ha. Mình tưởng là thiếu thính mà không có phải ha. Không, không thiếu. Dạ. Anh nhìn cũng thấy không thấy chấm 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 nữa không? Dạ, mà ngon không? Ngon. Vậy là ngon hả? Dạ. Cô chú anh chị có ăn đây rồi thì cho My xin lời review để dưới phần bình luận ha. Mình thấy người ta bán sao rẻ quá chừng luôn á. Cái này chắc người ta phải bán cho số lượng nhiều thì mới được lợi chứ. Rẻ quá. Thị trường giờ là 12, 13 đồng một dĩa. Mà ở đây có 7 đồng sao có lợi. Cái này như dĩa này là 10 đồng à. Thì lời cái Mỹ ít á. Cái này gặp anh nó là năm. Ví dụ như hôm nay ăn miếng này thôi mới à. Dạ. Miếng này ăn là hết nữa. Rồi còn tấm, rồi còn chả, đủ thứ rồi mới à. Dạ. Nó thứ một chút. Mà quan trọng nước mắm vừa ăn ngon không? Lúc My mua là mới sáng luôn á, mới mở cửa. Nước mắm này ăn cũng được lắm cô chú em. Đại khái là ngày là trên trung bình rất là nhiều. Dạ. Vừa rồi cái phở kia My làm video để trên đây nè cô chú anh chị. Phở đó 7 đồng 99 một tô phở đặc biệt tái nạm gân. Còn bây giờ thì sườn bì chả 6 đồng 99. Phải ăn ở tiệm nha. Trời ơi. Tugo thì mắc hơn chút hả? Dạ, Tugo thì 9 đồng 99. Nhưng mà anh nói Tugo sẽ nhiều hơn. Ăn ở tiệm sẽ ít hơn. Cái này nói rõ cho cô chú biết. Nhưng mà ai giống như là ăn ít ít á, mình ăn vừa chứ một phần ăn. Em thấy ở Mỹ về phần ăn bự quá. So với bên Việt Nam là gấp đôi bên Việt Nam luôn. Đúng rồi, tôi Việt Nam nhỏ xíu à. Dạ. Phần ăn á, tại sao người ta không bán nhỏ nhỏ thôi. Bán chi mà bự quá chừng. Rồi khi mình ăn mình phải đem Tugo về á, chứ đâu ăn hết đâu. Cái chả được không? Được. Chả em thấy hơi lạc. Vậy hả? Dạ. À, vậy cứ nhưng mà ăn nghĩ chạy chấm với nước mắm như là vừa mới không? Dạ. Ngon, như là cắt rất là dài. Mà cái cơm này là tắm luôn nè thì em thích nè. Tại có chỗ ghi cơm tắm mà mình vô mình order cái người ta đưa ra cơm thường, cơm trắng. Đúng rồi, hơi bị thất vọng anh biết không? Dạ. Này cơm tắm thiệt rồi. Dạ. Cái texture ăn khác liền. Dạ. Cái cơm tắm này hơi khô. Vậy hả? Anh nghĩ chắc có thể là lúc bữa nấu á, không? Dạ. Hơi khô nhưng mà nếu mà chan nước mắm thì này nó nước mắm ngọt chua ít thôi nhưng mà không có mặn. Dạ. Thành ra mình chan nhiều được không có sao. À. Nhưng mà gạo tắm là ok rồi. Em không có thích gạo thường. Thịt nhiều quá nhiều rồi. Cái này cắt bằng máy mỏng quá hả? Một chén cơm thêm nãy em mua thêm nữa là 2 đồng. Chỗ này bán rẻ. Giữa thịt, tấm với chả thì em thấy thịt ngon, tấm ngon, chả ok. Tấm là cơm á phải không? Cơm á. No, I mean bì. Bì. Nói về những cái protein á. Thịt với bì ngon phải không? Thịt với bì ngon. Dạ. Chả thì ok thôi, hơi lạc tí xíu. Nhan nước mắm vô thì vừa. Dạ. Có một tin vui thông báo cho cô chú biết nha. Mình hôm nay mình tạo một cái kênh mới trên YouTube nữa. Tên gọi là Muốn Biết. Hồi xưa mới đầu là mình đặt cái tên là Rảnh Coi. Cái mình đổi thành Muốn Biết mà bây giờ nó lại hai tên một lúc luôn. Ở trên thì nó đề là Rảnh Coi, ở dưới thì đề Muốn Biết. Thành ra khi mà vô nhiều khi thấy luôn hai chữ mắc cười lắm. Thì vô YouTube xong là bấm cái search, cái chỗ mà tìm kiếm á, bấm chữ Muốn Biết không cần dấu cũng được là nó sẽ hiện ra nha. Mình chỉ có trên YouTube chỉ có một cái kênh là có cái tên đó thôi. Muốn Biết. Dạ. Dạ. Hỏi tên YouTube kênh gì? Tên Muốn Biết. Muốn Biết thì vô đây nè. Tên nó hơi hơi lạ lạ. Cô chú, các bạn có biết là suy nghĩ nát nước rồi mới ra cái anh Tam Đạt á, mới ra cái kênh đó đó. Hồi xưa thì là Rảnh Coi, bây giờ Muốn Biết thì Rảnh Coi thì vô chỗ Muốn Biết. Ban đầu chữ Rảnh Coi, không thích chữ Rảnh Coi, đổi lại Muốn Biết. Nghe nghĩa từ từ máy nó sẽ quen. Yeah, đúng như mình đổi mà nó chưa có xong vậy đó. Yeah. Thì cái kênh này là mình tính là những cái gì mà mình thấy khác hơn cái kênh mình đang làm đó, thì mình sẽ, nếu mình có thời gian rảnh mình sẽ quay mình bỏ trên đó. Nếu cô chú các bạn muốn ủng hộ thì xin vô dùng cái kênh Muốn Biết rồi đăng ký dùm, rồi từ từ mình sẽ đăng nhiều lên. Với anh sẽ chỉ cách đầu tư đồ ở bên đó luôn ha, cách đầu tư đồ mở cái. Dạ thì cái vụ mà đầu tư cũng rất là nhiều cô chú các bạn hỏi, gọi điện thoại hỏi rồi này nọ vậy đó, cũng rất muốn biết rất là nhiều. Mà cái kênh bên này thì mình làm mình phải rất là tốn là nhiều thời gian cắt nữa, thì cái bên kia có thể mình, nếu mình rảnh mình ngồi mình nói chuyện giống như bạn bè cô chú nói chuyện chung với nhau vậy đó, mình sẽ giải nghĩa từ từ. Những ai mà muốn tìm hiểu về cách đầu tư hay là cái cách làm sao mà, ví dụ như Mỹ nó có câu là save money, nhưng mà bây giờ cái câu khác, giờ nó nói đừng có save money, thì mình nói tại sao không để dành tiền, để dành tiền rất là tốt, nhưng mà Mỹ nói no, để dành tiền là bị mất giá, tại vì tiền cứ mất giá mỗi năm. Mỹ để dành tiền có nghĩa là lấy tiền đó để dành đồ đi đầu tư, chứ không phải để dành tiền có nghĩa là nhét với nệm hay là bỏ vô cái saving trong cái bank account của mình vậy thôi. No, là phải ít nhất cũng phải bỏ vô high yield saving cho nó lấy 5.1, 5.3 ví dụ nhé. Nãy chị Oanh mới gửi high yield saving, nay lên được 5.3 đó cô chú anh chị. Nếu mà ai muốn thì gửi high yield saving, bỏ vô 5.3 là quá cao á chứ. Đó thì trên thị trường hiện tại. Nói tiện này, cái giá này là cả năm mấy nay rồi đó, chứ không phải mới đây đâu. Vậy hả? Dạ. Thị trường lên mà không lên hả? Thì lúc trước là có 5.99 đồng thôi, sau này ảnh lên được đồng là 6.99 đồng, ảnh nó muốn giữ giá để cho bà con ăn á. Mà cà phê sữa đá thì 2.99 đồng ly, thấy cũng rẻ nữa. Cái đó anh nói thật nha, anh không biết, không uống cà phê. Cà phê sữa đá anh thấy ở ngoài lần giờ làm như 3-4 đồng chứ đâu có 2.99 đồng. Vậy hả? Dạ. Cái đó là không biết giá. Không như chúng ta mới mắc cửa, người ta hỏi mấy người tài tử đóng phim hay gì á, hỏi em một cao lăng bao nhiêu tiền, cái người ta nói trên trời vậy đó. Người ta nói mấy người này sống ở đâu vậy, không đi chợ sao biết. Thì bởi vậy cũng đâu có lý do người ta cần cả một cao lăng miêu, mấy không? Dạ. Hay là hỏi chục trứng bao nhiêu tiền, có nhiều người đoán 10 đồng. Mắc quá mấy không? Cái dĩa cơm tấm này ăn cũng được lắm cô chú các bạn. Cơm á, thì nó, cái ngày hôm nay thì nó hơi khô, thì không biết lần khác nó như thế nào, nhưng mà thịt nó rất là mềm mại, rất là dễ ăn. Cái mùi gia vị thì không có giống thịt nướng của Việt Nam gì lắm, nhưng mà có mùi khói cũng ngon, có cái mùi vị ngon riêng của nó. Còn bì thì cũng ngon, có một cái là chả thì hơi, mình cảm thấy hơi lạc, nếu mà ăn với cái mắm nhiều nhiều một chút thì thấy ok. Thì nói chung là cái cơm tấm này là trên trung bình, giá rất là phải chăng đó. Giá rẻ quá luôn. Cái này là em có thêm cơm chưa hay là chưa thêm cơm? Chưa, một phần vậy thôi đó. Vậy hả? Dạ. Nếu mà ấy có thể hai người ăn được ấy. Thì bởi vậy anh đó anh nói là đem về là cái phần sẽ nhiều hơn là mình ăn tại chỗ nha, anh ăn tại chỗ ít hơn. Dạ. Nhưng mà thì nói cho cô chú biết rõ, để ai mà ăn ít ít á thì mình cũng có thể đến đây ăn được. Hồi ơi có 6.99 đồng à, em nghĩ là cái giá mình thấy không có chỗ nào mà được giá này hết luôn á. Thì nếu mà cô chú ở xa rồi đó, nếu mà đi đâu ăn ít á, ghé qua ủng hộ. Nó ăn được lắm chứ. Dạ. Ở đây cũng có đủ món, nhưng mà mấy món kia thì như là 12 đồng, 11 đồng gì đủ thứ hết á. Nhưng mà cái cơm tấm thì đặc biệt là đang on sale. Cái này là giống như Costco mà bán thịt nướng gà gà nướng như đó giá rẻ. Nói đến Costco, bây giờ thị trường đang lộn xộn đó, cô chú các bạn. Thành ra cái gì cũng đang đi xuống hết á. Yeah. Nếu mà ai mà có cơ hội muốn nhảy vô đầu tư á, yeah, thì là right now là good time để nhảy vô Costco. Tại vì Costco cách đây tuần 2 tuần á là 840 mấy, bây giờ tụt có còn một cổ phần á ha, một cổ phần á, yeah, bây giờ tụt xuống còn có 800, mình coi lại coi, dưới 820. Ôi xuống dữ vậy à, xuống vậy, 2 vậy mình mua lỗ hả? Mình hiện giờ đang lỗ chứ, yeah. Nhưng mà anh không có chú ý mấy cái chuyện đó, tại vì anh xuống bình thường, tại nguyên thị trường nó đang đi xuống, nó yeah, kéo xuống hết trơn luôn, em thấy không? S&P cái gì cũng xuống right now, ai mà muốn nhảy vô S&P nhảy vô, tại vì cách đây 2 tuần là nó lên tới 2 triệu đồng hơn luôn á, yeah, thì bây giờ mua 2-3 tuần sau là nó lên, là chưa gì hết mà lời một cổ phần là lời, nhưng không phải 10 đồng trở lên. Nhưng mà trời này là theo dự đoán của anh thôi nha, chứ còn cái chuyện yeah, mua bán là cô chú phải tự biết. Yeah, nhưng mà thị yeah, trường lên xuống là chuyện thường. Yeah. Thì cái này giống như cách đây 2 tháng mấy á, yeah, nó cũng đi xuống, mà hiện giờ nó đi xuống hơi nặng hơn 2 tháng mấy về trước. Yeah. Người ta nói là last time mà nó xuống nặng cỡ này á là 2022. Xuống nặng lên độ đó vậy đó. Nhưng mà anh không có mai mấy chuyện đó, lại mình đi đường xa. Yeah. Cái đầu tư là tiền, không phải mình cần tiền emergency, tiền gì tiền nọ hết á. Yeah. Thành ra cái này mình bỏ vô là tiền đã mình không có cần. Yeah. Mình để dài hạn, chứ không phải là mua đầu này bán đầu nọ. Mấy cái đó là day trader. Thành ra lên xuống xong rồi nó gọi tiếng Mỹ nó gọi là correction. Như là gì khi nó lên cái nó tuột xuống chút xíu, nhưng xong nó lên trở lại mà lên cao hơn nữa. Yeah. Thì là giống như hồi 2 tháng trước ấy, nó có xuống, rồi cái qua tháng sau cái nó lên, qua khỏi cái xuống rồi còn lên thêm mấy ngàn nữa. Thì cái này xem tiền. Ví dụ như hiện giờ là đang lộn xộn nói về mấy cái AI, dính líu tới AI, mấy cái software, mấy cái hardware đó. Dính líu là tại vì dính líu tới cái nước Taiwan. Mỹ thì muốn không có dính líu tới Taiwan, mua đồ Taiwan nữa, tại vì Taiwan dính líu tới tàu, nó lộn xộn với nhau, em biết không? Với lại bên tàu Nvidia bây giờ phải sửa cái chip, thay đổi làm sao để cho đúng luật của Mỹ mới được bán cho tàu. Chứ nếu mà để mà theo cái design original bán cho tàu thì Mỹ không cho bán. Mỹ nói làm vậy là có thể bên kia ăn cắp cái công thức, cái technology của Mỹ, nên không có cho bán. Thành ra nếu mà muốn bán thì phải thay đổi tí xíu, thành ra phải tốn thời gian. Trong cái thời gian đó thì nó hơi đi xuống. Yeah, nhưng mà đừng có lo. Khoảng theo những cái người mà chuyên nghiệp mà về đầu tư rồi đó, đã nói bắt đầu tháng 8 là còn có một tuần nữa là nó sẽ thay đổi. Lý do là có nhiều hãng người ta sẽ báo cáo tiền bạc người ta làm hồi 3 tháng vừa rồi á, như thế nào. Yeah. Thí dụ như lý do tại sao các bạn biết Tesla hiện giờ đang đi xuống không? Là tại vì cách đây 2 ngày Tesla có ra cái báo cáo là 3 tháng trước làm ăn như thế nào. Thì người ta đoán là Tesla làm cao như đây, nhưng mà Tesla nó cuối cùng sự thật ra xuống thấp hơn chút. Cái người ta bất mãn, người ta bán, cái vài ngày nó đi xuống. Cái vài ngày sau cái người ta không có reaction mấy cái đó nữa, cái từ từ đi lên trở lại. Nhưng mà cái sự mà tin tưởng của Tesla với lại Nvidia này nọ thì vẫn bình thường, chỉ có kinh tế chung đi như nguyên cái hãng, nguyên cái thị trường đó, đi xuống thôi. Mình có trước đây mình có làm mấy cái video nói về cách đầu tư index S&P đồ này nọ vậy đó. Nếu cô chú nào mà anh chị nào mà chưa có coi á, người muốn rảnh muốn tìm hiểu thêm á, thì coi mấy cái video đó mà xã mà để trên đây nha. Mấy video đó em thấy rất là hữu ích nha. Yeah, thì rảnh thì coi mấy cái video trước để biết sơ sơ. Nếu mà muốn đi sâu vô hơn nữa thì mình sẽ làm mấy cái video khác đi sâu vô hơn. Thường mấy cái này cũng không có khó. Cơm tấm này anh nghĩ làm sao, anh có mua nữa không? Cơm tấm này anh ăn thấy cũng được lắm, yeah. Lần sau mình mua nữa ăn, yeah. Đem cả nhà vô luôn rẻ. Tính ra này giống như nửa giá ha. Phần đâu cộng lại 2/3 hả? Nửa giá là tại vì 7 đồng thì bình thường cơm tấm ở ngoài là 13 đồng. Dạ. Dạ, thì nói chung là gần nửa giá. Ai mà gia đình đông con thì lâu lâu ghé đây cũng được, phải không? Cô chú anh chị có ăn cơm tấm ở đâu ngon nữa thì xin chia sẻ dưới phần bình luận dùm My nha. Theo cô chú anh chị cơm tấm ở đâu ngon nhất ha, cho lại bình luận ở dưới đây. Hoặc là có món nào ngon á thì nói cho anh Tâm biết để anh Tâm anh ăn. Yeah, cơm tấm thì lâu lâu ăn lần rất là ngon, em biết không? Yeah. Nhớ lại hồi xưa ở Việt Nam xuống Cần Thơ mà cơm tấm sườn bẹ cũng ngon anh hả, phải không? Sườn bẹ là sao? Cái sườn mà có sườn đại hãng hả? Dạ, cái sườn đại hãng, không phải sườn bẹ, là cái sườn mà rib á, spare rib. Dạ. Nhá. Yeah. Ồ, cái đó thì cái thịt nó kho hay sao? Ra nước giống như xả ớt vậy đó. Vậy dạ. Cái đó cũng rất là ngon. Dạ, ở bên Việt Nam mà đó là người ta bán cái đó. Lần đầu tiên anh ăn cơm tấm lại ở Việt Nam là giống vậy nè. Mà miếng thịt anh nhớ nhỏ xíu à. Mà ở như Cần Thơ có thêm cái chén súp nhỏ xíu cái bên em thấy không? Đúng rồi. Nhưng mà sao nó ngon. Thời giấc đói lắm. Nó đi ngoài đường OD, đi từ Sài Gòn xuống Cần Thơ, xong rồi được ăn cái đó, trời nó ngon ơi, không nhớ tới bây giờ. Đến đây mình xin tạm dừng cái video này nha cô chú các bạn. Nếu cô chú các bạn thích cái video này thì bấm share cho mọi người cùng coi chơi với nhau cho vui nha. Nếu mà các bạn có cái chỗ ăn nào mà ngon mà giá phải chăng thì share dùm ở dưới để cho mình tìm hiểu, mình ăn thêm để cho mình share cho mọi người cùng biết chung với nhau nha. Thank you, bye bye. Chào cô chú anh chị ha, bye bye.